Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Corolla Altis tại thị trường Thái Lan. Xe được bán ra với 4 phiên bản, 1.6G, 1.8 Sport, HEV Premium và HEV GR Sport, giá bán dao động từ $25,700 đến $32,400. So với đời cũ, giá bán của tất cả phiên bản đều tăng $430. Bản mới chủ yếu nâng cấp về trang bị và tiện nghi, thiết kế không thay đổi đáng kể. Cụ thể, tất cả phiên bản được trang bị tiêu chuẩn màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, 4 cổng sạc USB-C, 1 cổng USB-A, dịch vụ kết nối T-Connect và khóa mở cửa thông minh. Bản 1.6G trang bị mâm 16 inch mới, hàng ghế sau có thể gập độc lập 60-40, thêm cảm biến sau, camera lùi, nhưng cắt hai tùy chọn màu sơn, bổ sung thêm một màu sơn mới, hệ thống âm thanh chỉ còn 4 loa, bản cũ có 6 loa. Động cơ là loại 1.6, cho công suất 125 mã lực và mô men xoắn 156 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản động cơ này hiện không được phân phối ở Việt Nam. Bản 1.8 Sport có lưới tản nhiệt mới, đèn sương mù tái thiết kế với viền mạ chrome cùng mâm xe mới kích thước 17 inch. Ngoài ra, xe cũng được bổ sung thêm gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm đèn pha tự động chỉnh góc chiếu, cảnh báo va chạm, phanh tự động, cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thông minh. Tuy nhiên, nội thất bị cắt tính năng sạc không dây. Bản này vẫn dùng động cơ 4 xi lanh, 1.8, cho công suất 140 mã lực và mô men xoắn 177 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản HEV Premium cũng có những thay đổi tương tự bản 1.8 Sport, nhưng có thêm đèn pha LED projector. Toyota Corolla Altis HEV GR Sport khác biệt nhất. Bản này trang bị body kit và mâm xe GR Sport phong cách thể thao. Nội thất bên trong tạo cảm hứng cầm lái với chỉ khâu màu đỏ. Logo GR Sport xuất hiện trên tựa lưng ghế trước và nút bấm khởi động. Về tính năng, Toyota Corolla Altis HEV GR Sport được bổ sung điều hòa tự động hai vùng. Đồng hồ full LCD 12,3 inch có thể thay đổi 4 kiểu hiển thị thông tin lên kính lái H, vô lăng và hệ thống treo được tinh chỉnh, đồng thời trang bị thanh ổn định phía sau giúp giảm độ rung lắc thân xe khi vào cua. Cả hai bản HEV trang bị động cơ hybrid, sử dụng kết hợp động cơ xăng 1.8 và motor điện, cho tổng công suất 122 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp ECVT và hệ dẫn động cầu trước. Toyota Corolla Altis thuộc phân khúc sedan cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với Mazda 3, Hyundai Elantra, Kia K3 và Honda Civic. Tại Việt Nam, xe có 3 phiên bản, 1.8G, 1.8V và 1.8HEV, giá bán lần lượt 719 triệu đồng, 765 triệu đồng và 860 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên khả năng cao phiên bản nâng cấp này sẽ sớm về nước phục vụ khách hàng Việt.